Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn khóa học là 25 cách làm đẹp da, trắng sáng và trị mụn. Giới thiệu khóa học này, nếu làn da của bạn đang gặp phải một trong những vấn đề như là vỡ mao mạch và các đốm nâu, tàn nhang bắt đầu xuất hiện và mụn xuất hiện nhiều, lỗ chân lông to, vậy thì bạn chắc hẳn làn da của bạn đã bắt đầu bước sang giai đoạn là lão hóa. Và tệ hơn nữa, có thể là do bạn chưa thực sự hiểu và biết chăm sóc làn da của mình đúng cách. Chăm sóc da mặt đúng cách luôn là vấn đề được phái đẹp đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, để sở hữu một làn da trắng mịn thì bạn gái phải đầu tư rất nhiều vì mỗi loại da đòi hỏi phải chế độ chăm sóc riêng biệt. Hiểu được nhịp sống bận rộn ngày nay với mục đích phái đẹp, sở hữu làn da trẻ trung, tươi tắn để thêm xinh đẹp, tự tin và hạnh phúc hơn. Học viện online Unica kết hợp với chuyên gia điều trị da và chăm sóc sắc đẹp Đỗ Minh Hà cho ra khóa học 25 cách làm đẹp da, trắng sáng và trị mụn. Khóa học hướng dẫn 25 bí quyết cực kỳ hiệu quả, nhanh gọn, đơn giản, an toàn, không mất nhiều thời gian, lại tiết kiệm chi phí, tẩy thải, độc cho da, làm sạch da, dưỡng da, trị mụn bằng các nguyên liệu thiên nhiên, kết hợp với các chế độ ăn uống để giữ được một làn da tươi sáng và bóng khỏe. Khóa học 25 cách làm đẹp da trắng sáng và trị mụn như là món quà dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ để phái đẹp lúc nào cũng tự tin tỏa sáng mỗi ngày. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Và lợi ích của khóa học: biết cách tự làm đẹp tại nhà đơn giản và hiệu quả, không tốn thời gian. Nắm được kiến thức về làm đẹp, chăm sóc da, thẩm mỹ, giúp bạn không cần lo lắng về tác dụng phụ của các loại hóa chất và mỹ phẩm. Biết cách làm đẹp da, trị mụn từ nguyên liệu thiên nhiên. Đối tượng đào tạo: các chị em phụ nữ làm nghề trang điểm và làm đẹp. Các chị em phụ nữ mong muốn có làn da đẹp, trắng sứ. Tất cả ai có nhu cầu làm đẹp cho bản thân, người muốn mở trung tâm làm đẹp. Thì sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video chia sẻ và giới thiệu 25 cách làm đẹp da, trắng sáng, trị mụn tại Unica. Xin chào các bạn, tôi tên là Đỗ Minh Hà, tôi là chuyên gia về điều trị da và chăm sóc sắc đẹp. Tôi đã có 12 năm kinh nghiệm trong vấn đề điều trị và chăm sóc làn da. Trong suốt quá trình nhiều năm về điều trị da, tôi đã gặp rất nhiều các làn da của phụ nữ bị những cái vấn đề tổn thương, những cái vấn đề như là vỡ mao mạch, những vấn đề như là đốm lâu, tàn nhang, mụn. Tất cả những vấn đề đấy làm cho phụ nữ cái gương mặt của họ không còn xinh đẹp nữa, họ cảm thấy xấu xí, không muốn xuất hiện trước gương và trước đám đông. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ chia sẻ những bí kíp mà hoàn toàn làm thay đổi được điều này, làm cho phụ nữ hoàn toàn xinh đẹp hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn, làn da của họ tươi sáng hơn khi xuất hiện trước đám đông. Trong khóa học này tôi sẽ giúp bạn là sao hiểu về từng ngôn ngữ của loại da và cách làm đẹp cho từng loại da. Thứ hai là các phương pháp làm đẹp da đơn giản, hiệu quả và không tốn thời gian. Ngoài ra, đối với các bạn bận rộn mà không có thời gian đến các trung tâm thẩm mỹ sắc đẹp thì vẫn có thể áp dụng các phương pháp này ngay tại nhà, không tốn kém và tốn ít thời gian mà vẫn đem lại một cái làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Đặc biệt là các bạn đang yêu thích ngành da hoặc đã đang làm trong lĩnh vực ngành da thì đây cũng là những cái kiến thức chia sẻ vô cùng quý báu, giúp cho các bạn thành công hơn trong cái lĩnh vực và điều trị hay là chăm sóc làn da mà mình đã chọn lựa. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta bắt đầu nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video giới thiệu 25 cách làm đẹp da và trắng sáng trị mụn. Thì đến với khóa học này chỉ giá là 600.000, và nếu như các bạn đăng ký theo cái đường link ở dưới video này mà mình đã chia sẻ đến các bạn thì các bạn sẽ được ưu đãi là 40%, chỉ còn lại là 359.000. Và video này nếu như các bạn thấy thật sự hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy đăng ký và mua khóa học này.
và các bạn thấy video này hữu ích đối với nhiều người thì các bạn hãy chia sẻ, comment và like cho nhiều người cùng xem, và hãy đăng ký kênh của mình để được nhận được chia sẻ từ những video mới nhất. Đến đây thì chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.